cho cô giáo biết. Trong các giờ hoạt động trải nghiệm, cô đã tổ chức cho các em viết bản mô tả và tổ chức một số cuộc thi cho các em. Vậy em chia sẻ cho cô biết là em cảm thấy như thế nào? Rất vui ạ. Trước đây em vừa về viết nhá. Em vừa khi vừa học mô hoạt đặt trải nghiệm, em thấy mình thông tin và mình đặt nó rất đẹp. Em rất thích học mô hoạt đặt trải nghiệm mà. Cảm ơn em. Mời em uống nước.